iPad Air 5 Vẫn là iPad như là iPad Pro 2018 Chúng ta sẽ quay trở lại với một số 30 phút gaming khá là đặc biệt ngày hôm nay Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lab Đây là hai chiếc máy tính bảng mà mình cực kỳ ưng ý Bởi vì sao ạ? Bây giờ chúng ta có con chip mạnh này Chúng ta có một thiết kế đẹp này và tất nhiên là chúng ta có một cái khả năng tối ưu về game tuyệt vời à, Nhưng các bạn đều biết rằng là khi chúng ta nói về hai chiếc máy này Thì đến thời điểm bây giờ đa phần chỉ là những chiếc máy sách tay và máy cũ mà thôi iPad Air 5 hiện tại chưa có hàng chính thức tại Việt Nam Và tương tự cũng như vậy với chiếc iPad Pro 2018 Bây giờ chúng ta không còn hàng mới nữa Nên là cái định vị của hai sản phẩm này Với mức giá loanh quanh là khoảng 15 đến 16 triệu đồng nó là ngang nhau Trong thời gian tương lai thì chắc chắn là những cái sản phẩm iPad Air 5 sẽ về Việt Nam dưới dạng hàng chính hãng Và thậm chí là shop đăng cũng đã có những cái sản phẩm iPad Air 5 với mức giá nó các bạn đặt trước ở đây Thì loanh quanh chỉ khoảng là 16 triệu đồng mà thôi à, Hay như là những sản phẩm như là iPad Gen 9, iPad Mini 6 Hoặc là nhiều những cái sản phẩm iPhone khác cũng đang được có giảm giá tại đây Đặc biệt là nếu các bạn nào áp dụng thêm cái chương trình là VNPay QR thì sẽ được tặng thêm một triệu đồng cơ kèm theo những cái voucher trị giá lên đến là 200 000 thì cái mức giá dành cho những cái sản phẩm iPhone nó có thể sẽ còn giảm hơn rất là sâu hơn 1 triệu đồng cơ. À cái chương trình này thì các bạn nhớ là nó sẽ chỉ à, từ giờ đến ngày 14 thôi thì các bạn nào quan tâm đừng quên là click vào những đường link ở phía bên dưới để có thể tham khảo những sản phẩm như là iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 và thậm chí là nhiều những sản phẩm iPad đến từ shop đăng nữa. Ok, quay trở lại với video ngày hôm nay. Chúng ta đã nói quá nhiều về hai sản phẩm này rồi. Bởi vì sao? Không nói về hàng chính hãng chứ nếu mà nói về hàng sách tay thì hai con này nó quá là phân vân luôn Đặc biệt là với những bạn thường xuyên đang muốn mua một con iPad ngon để chơi game Một bên sẽ sử dụng là Apple A12X tiến trình 7 nanomet đó chính là chiếc Pro 2018 Còn một bên sẽ sử dụng đó là Apple M1, một con chip nó quá đỉnh cao Bây giờ con MacBook của mình lẫn con Mac Mini của mình cũng đang dùng con chip này các bạn nha Vậy chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn rằng con nào mới thực sự là chơi game tốt ở trong cái tầm giá này. Uh, ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn qua nhiều những cái bài test uh, bao gồm cả test benchmark, bao gồm cả test chơi game uh, với hai tựa game là PUBG và Genshin. Mình đã đều kết nối với một điểm wifi, tắt toàn bộ những kết nối linh tinh khác để chung độ sáng, chung mức độ loa. Và rất tiếc là mình không thể nào set chung cái tần số quét được bởi vì cái con iPad Pro 2018 này nó không set xuống 60 được các bạn nhá. Thế nên chúng ta sẽ bắt đầu chơi game luôn. Đây các bạn thấy luôn này Cái loa nó không thể nào mà sướng được như cái loa của con uh, iPad Pro Nó không được Cái bass nó không chắc bằng Thế nên là khi mà các bạn dùng để các bạn chơi game ấy Thì uh, Nó không hiệu quả Nó không thực sự Và cái màn hình 120hz kia Mặc dù là các bạn chỉ để 60 hẹp thôi 60fps thôi nhưng các bạn vẫn sẽ thấy sự khác biệt có thằng đúng không? Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần đánh giá cũng như là test hiệu năng các kiểu của đà điểu rồi. Thì chúng ta sẽ đi qua năm tiêu chí quen thuộc và một tiêu chí cộng điểm. <laughs> các bạn thấy này, hai con này nó chả khác gì nhau cả. Khác mỗi một cái là cái con Pro chúng ta có thêm một cái anten nhìn rõ nét hơn mà thôi, kèm theo một cái đèn flash nữa. Không nói về những khả năng khác, chúng ta chỉ bàn về gaming mà thôi. Đầu tiên, hãy nói về đồ họa và FPS. Ờ trong cái phần này thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PerfDog cũng đã đồng hành cùng mình. PerfDog là một cái phần mềm các bạn có thể test game, test hiệu năng FPS và tất cả những thứ liên quan đến CPU, pin, rất rất nhiều thứ khác, thậm chí là nhiệt độ nữa, hoàn toàn là có trả phí nha. Nhưng các bạn nào mà đang muốn quan tâm mà có thể sử dụng trong khoảng 30 phút để test thử này thì phần mềm này hoàn toàn miễn phí các bạn học Thì các bạn nào đang lập trình game là một studio game hoặc là đơn giản chỉ là một reviewer game giống mình thôi, đừng quên truy cập vào đường link ở phía bên dưới để đến ngay với Popdoc nha. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì sau khi mà mình chơi PUBG thì có một cái vấn đề mà mình cảm thấy hơi nhức nhối một chút. nó chính là cái con iPad Air 5 này, các bạn hoàn toàn không lên được 90 FPS bởi vì cái giới hạn phần cứng của nó màn hình của nó chỉ là 60Hz mà thôi. Trong khi đó ở trên cái con iPad Pro 2018 chúng ta đã có thể lên được đó là 120Hz và kèm theo là 90fps ở trong tự game PUBG Mobile. Rất tiếc ở trong game Pack thì mình chưa thấy là có khả năng là lựa chọn lên 120. Có lẽ nó là giới hạn phần cứng của con Apple A12X 7 nm rồi. Nhưng mà sau khi chơi PUBG mình đã xét cùng cả hai con xuống 60fps thì mình phải công nhận rằng hai con nó làm rất là tốt, nó vô cùng ổn định luôn. PUBG thì không phải là vấn đề gì cả. Nhưng mình cần phải nhắc các bạn này Các bạn đặt 60 FPS cả hai con Thì các bạn vẫn thấy rằng cái màn hình 120 Hz ở trên con iPad Pro 2018 Nó sướng hơn rất là nhiều Có nghĩa là cái 60 FPS này khi mà các bạn trải nghiệm thực tế trên các màn hình này nó cảm giác như là 65-70 FPS là chuyện rất bình thường với cái màn hình siêu mượt này Và cái quá trình chơi thì mình cảm thấy đặc biệt là những lúc mình lái xe này, những lúc mình chạy nhanh hoặc là lút đồ này thì những cái thao tác nó mượt hơn rất là nhiều ở trên cái con iPad Pro. Để mà nói về Genshin Impact thì các bạn sẽ thấy rằng ở trên con iPad Air 5 mình cảm giác rằng nó vẫn chưa được tối ưu 100%. Với những cái con chip như là Apple A15 Bionic của iPhone 13 Pro chẳng hạn thì nó hoàn toàn có thể lên đến là 59 60 FPS. Nhưng mà với con m 1 này các bạn thấy rằng nó chỉ loanh quanh khoảng 58,6 FPS trung bình mà thôi Nhưng con số này là nó vẫn ngon hơn cái con iPad Pro 2018 Khi cái con số trung bình này nó chỉ là 54,3 FPS mà thôi và các bạn đều thấy rằng đến thời điểm bây giờ Mặc dù những cái tựa game thì iPad Pro 2018 làm vẫn rất là mượt Nhưng mà nó đã thể hiện ra được những cái sự yếu thế Ở trong cái việc là cáng đáng những cái tựa game nặng rồi mình cũng đã có bó cần và thử thêm cho các bạn những cái bài test khác Riêng cái phần Antutu các bạn thấy rằng con E5 này lên gần 1 triệu cơ Con này chỉ hơn 700 nghìn thôi 3D thì <laughs> cái độ ổn định của con iPad E5 với chip M1 cũng ngon hơn Đáng kể với điểm số của nó cũng ăn đứt so với iPad Pro 2018 luôn nhưng thực chất nó vẫn chỉ là điểm số mà thôi Mình đã từng làm rất là nhiều những bài đánh giá về 12X, 12Z và cả 11 rồi Thì các bạn đều thấy rằng là đến bây giờ những cái giới hạn về hiệu năng ở trên iPad nó chưa quá cao Như cái tựa game của chúng ta nó cũng chỉ đến vậy mà thôi Vậy nên trong phần này thì để mà nói thật sự là công tâm thì cả hai con mình thấy rằng không khác biệt quá là nhiều đâu Nhưng để nói về cái sự lâu dài đó cũng là lý do vì sao mình test game chi nha để các bạn hiểu được rằng à sau này những cái tựa game nó còn nặng hơn rất là nhiều thì nó có thể càng đáng được lâu dài hay không thì mình vẫn thấy rằng chấm điểm thắng dành cho iPad Air 5 là hợp lý à, tiêu chí số 2 tương tác cầm nắm thì chắc chúng ta bỏ qua nhỉ? Hai con mình thấy chẳng khác gì nhau cả cầm nắm đặc biệt là khả năng chơi game thì hai con nó không khác gì nên là chúng ta chấm điểm hóa luôn màn hình và loa là cái tiêu chí thứ ba sẽ cần phải lưu ý một chút mình đã nói ngay từ đầu rồi Cái trải nghiệm gaming của mình với cái màn hình 120 hệ ở trên của iPad Pro 2018 nó ngon hơn rất là nhiều Và các bạn thấy rõ luôn là cái màn hình này nó sướng hơn Apple không nói bất cứ điều gì về cái việc là con nào ngon hơn với cái màn hình như thế này à, Bên cạnh cái việc là có tần số quét cao hơn Tất cả những cái thể hiện màu sắc, thể hiện chi tiết thì Apple cứ im ỉm các bạn ạ Nhưng mình có một vấn đề cần phải nói các bạn này Cái viền của con iPad Air 5 nó sẽ dày hơn một chút 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 các bạn sẽ thấy rằng cái màn hình của con iPad Air 5 nó không được to, không được sướng khi nhìn vào như là con iPad Pro 2018 Và thêm vào đó nữa Mình đã nói ngay từ đầu là về cái tần số quét Con này nó làm quá là tốt Nó khiến cho những cái tựa game của mình gần như không có sự khó chịu gì cả Và thậm chí là khi mình chơi game Shin Impact Mặc dù nó loanh quanh chỉ được khoảng là 55 fps mà thôi Nhưng nó vẫn rất là mượt Bởi vì bản chất màn hình nó đã mượt sẵn rồi Còn một cái điểm nữa Chúng ta có loa tứ ở đây cái loa này nó quá tuyệt vời trên con iPad Pro 2018 luôn các bạn ạ. Còn trong cái đó, con iPad Air 5 chỉ có hai loa mà thôi. Thế thì hai loa và bốn loa nó khác cái gì? Cái bass của con iPad Pro 2018 nó sướng một cách kinh khủng luôn. Và khi mà mình chơi những tựa game như PUBG thì mình hoàn toàn có thể không cần dùng tai nghe mà vẫn có thể trải nghiệm game, vẫn có thể nghe tiếng bước chân một cách thoải mái nhất. Loa đôi ở trên con iPad Air 5, mình không nói là nó tệ, nhưng mà những cái chất âm thì các bạn sẽ cảm giác nó hơi chói tai hơn một chút nó không có bass bass khô hơn khá là nhiều. Vậy nên trong phần trải nghiệm tương tác màn hình và loa, mình sẽ chấm iPad Pro 2018. Phần mềm, ok, chúng ta bỏ qua đi. À, bởi vì hai con đều sử dụng iPad OS rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến phần nhiệt độ. Đây là một phần mà mình cảm thấy hơi đau đầu một chút. À, với cái tự game PUBG Mobile, cả hai con đều làm tương tự như nhau. Nhưng các bạn thấy rằng iPad Pro 2018 của mình nó sẽ nóng hơn một chút. Bởi vì sao ạ? Con này có loa to hơn có cái màn hình tờ số quét cao hơn Thế nên cái việc nó chênh ở mặt trước, mặt sau là khoảng 0.5, 0.7 đến 1 độ C Mình nghĩ là điều đương nhiên thôi Nhưng mà nếu các bạn trải nghiệm những cái tự game cơ bản bình thường Thì cái sự chênh lệch 1 độ C như thế này nó không khác biệt quá là nhiều đâu Và có một cái điểm nữa này, mình cần lưu ý cho các bạn Đó là cái con iPad Pro 2018, cái điểm nó phả nhiệt ra nhiều nhất Nó sẽ là cái phần quả táo này À, còn trong khi đó cái con m 1 thì các bạn thấy rằng trong cái biểu đồ nhiệt của mình thì nó sẽ đa phần là nằm ở phía trên này. Mình nghĩ rằng cái main của hai con máy này nó khác nhau một chút về cái việc tản nhiệt, về cái việc vị trí đặt chip thế nên là nó sẽ khác biệt một chút. Thế nhưng mà trong những cái tự game cơ bản như là PUBG thì mình thấy rằng uh, mặc dù có sự chênh lệch thật đấy nhưng mà nó không có cái điểm gì quá khác biệt nếu như các bạn trải nghiệm thực tế đâu. Nếu chúng ta nói Chili là con nào nóng hơn, con nào nóng hơn thì khó nói lắm các bạn ạ bởi vì là nó còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố là fps nó thể hiện được nó bao nhiêu rồi là màn hình các thứ như nào thì ban phút gaming chúng ta không nói về chi ly như thế chúng ta nói về những cái trải nghiệm thực tế nhất là người dùng sẽ nhận được cái gì mình thấy ở trong pubg với những tựa game cơ bản này còn này như nhau thế còn khi các bạn trải nghiệm những tựa game nặng hơn thì sao nghe Impact các bạn đều thấy rằng cái con iPad Air 5 nó lên đến là khoảng 45 độ ở phía mặt sau và các bạn sẽ thấy rằng mặc dù cái phần tản nhiệt của nó nằm ở phía trên này Nhưng kể cả khi mình cầm ở phía dưới thì mình cũng cảm nhận được thấy đôi chút cái việc nóng lên của đó Còn trong cái đó thì Genshin Impact ở trên con iPad Pro 2018 nó không thực sự được quá mượt như là con M1 này nên là nhiệt độ của nó chỉ loanh quanh là khoảng 38 đến 42 độ C mà thôi Có nghĩa là khi nó tản nhiệt ở cái vùng rộng thế này Nó vẫn rất là mát cho bàn tay của các bạn Và cái điều này có thể ảnh hưởng là do nhiệt độ pin nha Khi mà cái nhiệt độ pin ở trên cái con iPad Pro 2018 nó chỉ là khoảng 36 độ mà thôi Còn trong khi đó cái con iPad Air 11 này Mình không hiểu sao nó lên được đến là 41,3 độ C ở nhiệt độ pin Mình cũng chưa tìm hiểu được ra vấn đề là gì Thế nhưng mà các bạn thấy không Kể cả khi mà mình test những cái tượng app cơ bản Ví dụ như là cái app Antutu Benchmark chẳng hạn Thì con iPad Air 5 nó cũng nóng hơn rất là nhiều Và nếu các bạn vòng qua một vòng trên Youtube thì bạn cũng thấy rằng rất nhiều người đang gặp phải cái vấn đề liên quan đến việc quá nhiệt của con chip M1 trên iPad Air 5 Đơn giản một điều, con máy này nó quá là kín và khi mà các bạn sử dụng những tựa game nặng thì nó sẽ thể hiện ra một cái bộ mặt yếu kém về mặt nhiệt tăng của nó Cái khả năng tản nhiệt của nó cũng không phải là đỉnh cao như là những cái dòng gaming phone Vậy nên cái việc nó nóng lên là điều đương nhiên Và bởi vậy về phần nhiệt độ thì mình vẫn thiên hơn về con iPad Pro 2018 Đấy, Chơi game nhẹ nhàng thì nó cũng xem, xem nhau Chơi game nặng thì nó không phải thực sự là quá giật lát Nhưng đổi lại nó vẫn trả cho chúng ta một cái nhiệt độ nó không phải là quá cao Vậy nên mình sẽ xin chấm chiến thắng ở trong phần quản lý nhiệt độ Dành cho iPad Pro 2018 Cuối cùng chúng ta nói về pin Hai con máy này thì mình nghĩ rằng có cái pin giống nhau thôi Bởi vì con iPad Air 5 thì nhà sản xuất chưa công bố chính xác Về cái dung lượng pin của nó Nhưng là theo những cái phần mềm PerfDoc mình chấm được Thì về cái việc tiêu tốn điện trong khoảng 10 phút thì con iPad Air 5 nó tiêu tốn là khoảng 10.273mW Còn trong khi đó thì con iPad Pro 2018 nó tiêu tốn đến gần 12.000mW cơ Công nghệ sạc thì còn tương tự nhau Nên là chúng ta vẫn có thể tự tin rằng là với con chip tiến trình 5 nanomet Apple M1 Thì nó vẫn tiêu tốn điện năng ít hơn so với cái con iPad Pro 2018 Ok, như vậy chúng ta đi đến phần tổng kết Tiêu chí đầu tiên hệ số 2 về FPS iPad Air 5 chiến thắng Tiêu chí thứ hai về khả năng cầm nắm và tương tác hai con hòa nhau là hiệu số 1. Tiêu chí thứ ba về màn hình và loa thì iPad Pro 2018 chiến thắng hệ số 1. Tiêu chí thứ tư về phần mềm hai con hòa nhau và đây là hệ số 1. Tiêu chí cuối cùng về sự hợp lý ở khả năng quản lý nhiệt độ thì iPad Pro 2018 chiến thắng và cuối cùng về điểm cộng thì con iPad Air 5 sẽ giành điểm cộng và chúng ta sẽ có số điểm chung cuộc là 3 cộng 4 nghiêng về con iPad Pro 2018. Ok, đó là 30 phút gaming số lần này. Kết luận của mình là gì ạ? à, Bất luận nói gì đi chăng nữa Thì con iPad Air 5 nó vẫn có rất là nhiều lợi thế Đó là cái việc các bạn có thể mua ở những cái cửa hàng chính hãng này Mua mới tinh này à, Rồi là chúng ta sẽ có một cái con chip nó mượt mà hơn, nó mới hơn, nó khỏe hơn một chút Nhưng mà quay trở lại với giá trị của 30 phút gaming Nơi mà các bạn đang cần sở hữu một con máy để chơi game Gọi là nó thực dụng nhất, nó... Nó, nó phản ánh đúng được những cái nhu cầu của các bạn nhất thì có lẽ rằng là những cái điểm mạnh về khả năng quản lý nhiệt độ, những cái điểm mạnh về màn hình, về loa, về những cái trải nghiệm tuyệt vời thì mình thấy rằng iPad Pro 2018 nó vẫn là một lựa chọn hợp lý hơn trong khả năng chơi game. Vậy nếu như các bạn, các bạn sẽ lựa con chip Apple M1 để có một khả năng trải nghiệm lâu dài hơn, mượt mà hơn trong tương lai với bất kể tựa game nào hay là các bạn sẽ tin vào một sản phẩm đã làm nên thương hiệu trước đó rồi như là iPad Pro 2018.